Thưa quý vị và các bạn, những ngày này cách đây 70 năm, cả nước đang bừng bừng khí thế, chuẩn bị bước vào cuộc tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tiền đề cho cuộc tổng tuyển cử này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đặt nền móng từ nhiều tháng trước đó, thông qua Quốc dân Đại hội Tân Trào, một sự kiện được coi như hội nghị diên hồng trong thời đại mới, tiền thân của Quốc hội nước ta sau này. Bài học về tập hợp và đoàn kết sức mạnh toàn dân tộc từ Quốc dân Đại hội Tân Trào đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Trong hai ngày 16 và 17 tháng 8 năm 1945, tại đình Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, dưới sự triệu tập của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, hơn 60 đại biểu ưu tú, đại diện cho các đảng phái, các đoàn thể tôn giáo, dân tộc khắp ba miền đất nước đã tụ họp về đây cùng nhau bàn và quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước. Hưởng ứng đề xuất của Đảng Cộng sản Đông Dương, đại hội đã nhất trí thông qua lệnh tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân. Đại hội cũng đã chọn quốc kỳ, quốc ca và bầu ra Ủy ban Dân tộc Giải phóng Toàn quốc, tiền thân của chính phủ lâm thời do lãnh tụ Hồ Chí Minh làm chủ tịch. Đây là một cơ sở pháp lý để Đảng tập hợp và lãnh đạo cuộc tổng khởi nghĩa diễn ra sau đó ít ngày giành chính quyền về tay nhân dân. Sự thành công của Quốc dân Đại hội Tân Trào là sự sáng tạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh về tập hợp và đoàn kết sức mạnh của toàn dân tộc. Đại hội được triệu tập với mục tiêu duy nhất là giải phóng toàn dân tộc, đã nhận được sự ủng hộ của 100% đại biểu tham dự, dù lúc đó chúng ta có rất nhiều các đảng phái chính trị, thành phần dân tộc và giai cấp xã hội. Trong Quốc dân Đại hội Tân Trào là nơi tụ hội của mọi người Việt Nam yêu nước, có khát vọng, mong muốn giành độc lập dân tộc, giải phóng dân tộc, chấn hưng dân tộc để đưa Việt Nam đi vào quỹ đạo phát triển của thế giới, để ngẩng cao đầu phát triển của thế giới. Bác Hồ chúng ta đang nói, trong bầu trời không kỳ quý bằng nhân dân ở đây là dân dân Việt Nam, đồng bào Việt Nam. Và Bác Hồ chúng ta khẳng định, việc cương thường muôn thuở là dân, do ở dân tâm mà có thì có tất cả. Và cuối cùng Bác Hồ kết luận, gốc có vững, cây mới bền, xây lầu thắng lợi trên nhân dân. Trong thời đại mới, bài học về tập hợp đoàn kết sức mạnh toàn dân tộc vẫn còn nguyên giá trị. Đất nước đã sạch bóng quân thù, đã không còn tiếng bom đạn, nhưng các thế lực thù địch chống phá vẫn âm thầm tìm cơ hội chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phá hoại những thành tựu của cha ông để lại. Đặc biệt, vùng Tây Bắc là khu vực tập trung nhiều dân tộc thiểu số, khu vực tiếp giáp với nhiều nước, thì đoàn kết dân tộc để đảm bảo an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế xã hội là vấn đề tối quan trọng. Trong thời kỳ đổi mới, vùng Tây Bắc, Tây Bắc là vùng có nhiều dân tộc, đấy, có trình độ phát triển các dân tộc khác nhau, cho nên xây dựng khối đoàn kết dân tộc để thực hiện thắng lợi các chủ trương lớn của Đảng là hết sức quan trọng. Để thực hiện những cái chủ trương quan điểm đó thì trong những năm qua thì Đảng Nhà nước cùng với chính cấp ủy chính quyền địa phương luôn luôn quan tâm đến cái chính sách phát triển, trong đó chính sách dân tộc, chính sách phát triển kinh tế xã hội bằng chủ trương đường lối, bằng cái công tác tuyên truyền để nâng cái nhận thức lên. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng là vấn đề đoàn kết dân tộc có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc xây dựng và phát triển của Tây Bắc. Đất nước đang trên đường phát triển và hội nhập, trong mọi thời điểm, mọi hoàn cảnh, vấn đề tập hợp sức mạnh toàn dân, lấy dân làm cội nguồn gốc rễ, chung tay xây dựng đất nước là việc làm cần được ưu tiên. Đã 7 thập niên trôi qua, nhưng bài học từ Đại hội Quốc dân Tân Trào vẫn còn nguyên tính thời sự.